Bát Ngọc. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trưởng ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 30 năm 2024 sẽ tiến lên sân khấu để tặng hoa và kỷ niệm chương cho nhóm Bát Ngọc đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Một nhóm nhạc đã nổi tiếng gần 3 thập kỷ thôi với tất cả quý vị ạ. Quý vị nào ở đây, chúng ta có thanh xuân cùng với nhóm Bát Ngọc, quý vị có thể dành một tay vỗ tay thật lớn, thật dài dành tặng cho các cô gái của nhóm Bát Ngọc được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin được cảm ơn ông Bùi Thanh Liêm. Kính thưa tất cả quý vị, và chúng ta tiếp tục cùng gặp gỡ với các nghệ sĩ Mai Vàng năm 2003 với vai diễn Lục Vân Tiên. Nghệ sĩ này đã nhận được giải Mai Vàng, và đến năm 2007 thì anh lại tiếp tục một lần nữa được vinh danh tại Mai Vàng trong vở diễn Rồng Phượng. Và trong đêm nay anh hát tặng chúng ta một bài hát mang tên là Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Và bây giờ quý vị có đón được, chúng tôi đang muốn giới thiệu đến quý vị ai không ạ? Kim Tiểu Long. Dạ đúng ạ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Vậy là nơi đầu tiên, Kim Tiểu Long xin chào tất cả các bạn, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Lên đường tòng quân xa phố phường, xa tiếng mẹ hiền, gió dù biên cương nơi hải đảo muôn ngàn nghìn quê nhà, mẹ ơi dần chi quê nhà sức khỏe nhìn về. Mẹ ơi, đường hành quân qua nhiều nguy gian khó, đêm tầng đêm con giáp mặt với quân thù. Thank you.
xin được cảm ơn nghệ sĩ Kim Tử Long và cũng xin được trân trọng kính mời ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động sẽ lên tặng kỷ niệm chương và hoa cho nghệ sĩ Tú Kim Tử Long ạ. Xin trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú. Con một gì ra? Cái đầu nhắm. Con 18 do hàng 4. Con 4 gì ra? Chúc anh đại là gái giả trai. Giải trai. Con 42 do hàng 7. Xin đừng lấy nhảy. Lấy nhảy. Con số 7. Coi mà không như cầu, xin đừng lấy nhảy. Lấy nhảy tôi mệt. Mới có năm con cờ. Rồi tới giờ em có kinh chưa? Chưa có kinh luôn. Từ từ anh Long sẽ cho kinh. Ok. Rồi con số 7. Có 1. Con số 18. 18 có 2. Con 27. 27 có 3. Con số 43. 43 có 4. Trời ơi, có 5 con cờ mà chúng hết 4 con rồi. Hên dữ vậy. Rồi bà con cô bác anh chị mình. Giá này của anh tặng hả? Ai lên đây kiểm tra đi. Em mua hả? Rồi bà con cô bác anh chị nào lên đây đại diện một người kiểm tra 4 số một hàng ngang cho chủ nhân trúng thưởng. Nếu quý vị đã tin tưởng thì xin phép được trao phần quà cho chủ nhân ha. Rồi chúc mừng em. Chuẩn bị gì? Đủ hết chưa? Bà con cô bác chưa? Thì bỏ túi luôn đi.